Dân mạng Campuchia tin có thể đánh bại Việt Nam trong 24 giờ để đòi lại đất online và cái kết. Grab Việt Nam xin chào các bạn. Những năm gần đây, quốc gia láng giềng Campuchia đang trải qua một thời gian phát triển tương đối nhanh. Nhờ việc đánh đổi chủ quyền và quyền tự quyết trong nhiều lĩnh vực, Campuchia đã không chỉ nhận được những ưu đãi kinh tế từ Trung Quốc mà còn nhận được sự hỗ trợ về mặt quốc phòng và an ninh. Thế nhưng có lẽ do sự phát triển quá nhanh và do sự hậu thuẫn gần đây từ Trung Quốc, nhiều người Campuchia thời gian gần đây có vẻ như càng tự tin hơn, đến mức trở thành tự mãn, không tự lượng được sức mạnh của mình. Nhiều người Campuchia bắt đầu ngạo mạn nghĩ rằng Campuchia đang trên đường trở thành cường quốc và đã đưa ra rất nhiều tuyên bố rất nực cười, khiến cho những năm gần đây, người dân Đông Nam Á thường hay nói vui với nhau, Campuchia đang là anh cả của Đông Nam Á. Chẳng hạn mới đây, trên diễn đàn quốc tế Quora, một cư dân mạng Campuchia đã tự tin đăng tải một câu hỏi thảo luận hết sức thú vị rằng Campuchia có thể nhanh chóng và dễ dàng xâm lược hay đánh bại Việt Nam như thế nào? Câu hỏi này khá là buồn cười bởi sự ảo tưởng của tác giả bài đăng. Vì tuy gần đây, Campuchia được Trung Quốc cung cấp rất nhiều vũ khí, khí tài từ Trung Quốc, bao gồm cả xe tăng, xe thiết giáp, xe chiến đấu bộ binh, pháo phòng không và đã góp phần giúp Campuchia đẩy nhanh quá trình hiện đại hóa lực lượng vũ trang. Nhưng Campuchia hiện nay vẫn là một trong những đội quân nhỏ yếu nhất thế giới, hiện đang xếp ở vị trí thứ 102 trên 145 theo bảng xếp hạng của Global Firepower. Và trong ASEAN thì tiềm lực quân sự chỉ chiến mỗi Lào. Ngược lại, Việt Nam tuy tiềm lực không quá mạnh nhưng cũng ở một vị thế nhất định khi xếp thứ 19 trên 145, nên việc so sánh lực lượng quân sự giữa Campuchia và Việt Nam như việc lấy tiềm lực quân sự của mình so sánh với Mỹ và Nga vậy. Hưởng ứng tinh thần tự tin của câu hỏi trên, một netizen khác đã tham gia thảo luận rằng nếu không có sự giúp sức của Liên Xô ở Việt Nam thì Campuchia có thể xâm lược và đánh bại Việt Nam trong vòng 24 giờ. Người Champa, người Thượng, người Khmer sống tại Việt Nam sẽ giúp đỡ Campuchia và tất cả họ sẽ trở thành một quốc gia độc lập. Qua câu hỏi và câu trả lời tự tin này đã thu hút rất nhiều sự chú ý của Đông Nam Á và cả thế giới. Rất nhiều bạn đọc đã để lại nhiều quan điểm thú vị xoay quanh chủ đề này. Và sau đây, Grab Việt Nam chúng mình xin trích dẫn một số bình luận đáng chú ý từ cư dân mạng quốc tế. Điều đó là không thể. Việt Nam có một nền quốc phòng mạnh hơn về vũ khí và nhân lực. Cách duy nhất để điều này xảy ra trong giả thuyết là nếu có một thời gian lật đổ kéo dài và điều đó cũng khó xảy ra. Việt Nam đã giúp Campuchia đánh đuổi Khmer Đỏ và ngày nay hai nước vẫn gắn bó rất chặt chẽ với nhau. Campuchia thì đang chia thành hai phe là ủng hộ và không ủng hộ sự ảnh hưởng của Việt Nam trên đất nước của họ. Cũng chính vì những lý do chính đáng, khi người Khmer và Việt Nam đã trải qua quá đủ cuộc chiến tranh, nên họ sẽ có khuynh hướng né tránh chiến tranh theo quan điểm của tôi. Nếu Campuchia có thể xâm chiếm, chúng ta đánh bại Việt Nam một cách dễ dàng, thì Campuchia đã không còn là một quốc gia thuộc thế giới thứ ba, mà đã trở thành một nước siêu Việt như nước Đức trong Thế chiến thứ hai và sau đó sẽ xảy ra vô số vấn nạn diệt chủng và thảm sát. Tôi không phải là một chuyên gia về trí tuệ quân sự, nhưng chỉ căn cứ vào quy mô của nền kinh tế và dân số, thì Campuchia sẽ cần một phép màu để chinh phục Việt Nam. Một cách thông thường và đơn độc, ngay cả khi có một nửa đất nước của Việt Nam tham gia chiến tranh gần bằng diện tích của miền Nam Việt Nam cũ, thì Việt Nam vẫn đông hơn Campuchia. Theo tỷ lệ dân số là 3-1, GDP là 5-1 và quân đội tại ngũ có quy mô bằng toàn bộ Campuchia. Thậm chí, nếu có cho rằng quân đội Campuchia thực sự đã làm nên điều kỳ diệu, tương tự như những gì mà Israel đã làm trong cuộc chiến kéo dài 6 ngày và tiêu diệt hoàn toàn một lực lượng vũ trang có quy mô gấp 5 hoặc 6 lần, thì điều mà Campuchia có thể hy vọng nhất là tiếp tục nhượng bộ một phần lãnh thổ nhỏ với một số lượng dân số nhỏ cho Việt Nam, nếu không thì nó sẽ trở thành một cơn ác mộng về mặt ngoại giao và chính trị khi họ cố gắng thu hút cả nhóm dân số nói trên. Rất khó để trả lời câu hỏi của bạn vì Campuchia chưa bao giờ xâm lược Việt Nam thành công. Trong thời kỳ huy hoàng của đế quốc Khmer, Campuchia đã xâm lược Việt Nam ít nhất 5 lần nhưng đều thất bại nhiều năm trước. Không phải là chuyên gia, nhưng tôi cho rằng tình trạng này sẽ bị giải quyết rất nhanh. Mọi thứ sẽ trở lại bình thường bởi vì Việt Nam đã phá hủy và chinh phục phần lớn đế quốc Khmer trước đây và Campuchia hiện tại rất yếu so với Việt Nam về mọi mặt. Với diện tích đất rộng gấp đôi, dân số gấp 6, GDP gấp hơn 13 năm, ngay cả một điều kỳ diệu cũng khó có thể xảy ra. Và Campuchia nếu có đánh bại Việt Nam thành công thì tin tôi đi, đó sẽ là dấu chấm hết cho đất nước của bạn. Gần đây tôi đã cung cấp một câu trả lời cho một câu hỏi tương tự đối với Thái Lan. Xét rằng Campuchia nghèo hơn Thái Lan, quân đội nước này nhỏ hơn, được trang bị yếu kém hơn và điều này cũng tương tự với Việt Nam. Campuchia có rất ít cơ hội để xâm lược Việt Nam. Như đã nói, cho dù người Campuchia có thành công thần kỳ cho việc đánh bại quân đội Việt Nam thì cũng thật điên rồ nếu nghĩ rằng họ có thể nuốt chửng được dân số của Việt Nam.
Còn bạn nghĩ thế nào về câu hỏi trên? Liệu Campuchia có thể xâm lược được Việt Nam như cái cách mà netizen họ ảo tưởng? Hãy cho chúng mình biết dưới phần bình luận nhé! Và đừng quên nhấn like, share và subscribe để chúng mình có thêm động lực làm nhiều video thú vị hơn nữa. Hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo!